Dàn sao hải ngoại chúc mừng đám cưới bạc của ca sĩ Đan Nguyên và vợ trẻ. Không kim cương, không xế hộp, ca sĩ Đan Nguyên vẫn khiến vợ hạnh phúc. Sau 3 năm chung sống, nửa đời người là một khoảng thời gian bên nhau đầy cảm xúc của cặp đôi ca sĩ Đan Nguyên và vợ trẻ Minh Thơ. Đó cũng là khoảng thời gian mà anh và chị đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió và đến với nhau bằng bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Tình yêu và hôn nhân của Đan Nguyên và Minh Thơ không chỉ khiến người khác ngưỡng mộ mà còn khiến cho âm nhạc của cả hai người đều được thăng hoa. Tuy nhiên sau đó vì chồng quá bận rộn nên công việc, Minh Thơ chọn lùi về phía sau một chút để chồng tỏa sáng. Bù lại, Đan Nguyên cũng rất thấu hiểu cho sự hy sinh của vợ nên từ khi làm chồng, anh có trách nhiệm hơn và cũng không quên dành cho vợ sự yêu thương trân trọng. Anh đã dành một album riêng, mang tên Tình Yêu Còn Lại để dành tặng cho bà xã của mình. Trong suốt những năm bên nhau thì có lẽ năm nay là năm mà anh chị phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là sức khỏe của đại ca sĩ Đan Nguyên. Khi vừa qua, anh phải chấp nhận nằm viện một thời gian vì sức khỏe không tốt. Ca sĩ Đan Nguyên phong độ ngày nào đã phải lặng lẽ nằm trên giường bệnh. Vợ anh ca sĩ Minh Thơ lại bất đắc dĩ trở thành y tá chăm sóc cho chồng trong suốt quá trình anh điều trị. Nhưng cũng chính nhờ giai đoạn đó khó khăn mà vợ chồng anh lại cảm thấy biết ơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Tình cảm của vợ chồng sâu sắc động lòng trời xanh. Có lẽ mọi khó khăn đã qua và nhường chỗ cho những điều may mắn đang đến với cặp đôi ca sĩ Đan Nguyên và vợ. Khi giờ đây sức khỏe của ca sĩ Đan Nguyên dần ổn định, vợ chồng hạnh phúc cùng nhau đến lễ đường. Trong ngày vui của mình, nhưng cặp vợ chồng vẫn không quên cầu chúc dịch bệnh mau qua để trả lại cuộc sống bình yên cho quê hương Việt Nam. Sau buổi lễ kỷ niệm ngày cưới ấm áp bên gia đình tại lễ đường, vợ chồng Đan Nguyên và Minh Thơ đã quyết định tổ chức một tiệc nhỏ góp mặt người thân, bạn bè trong giới showbiz tại hải ngoại. Buổi tiệc góp mặt có hàng loạt những ngôi sao hải ngoại đình đám như gia đình danh hài Bảo Quốc và con gái nghệ sĩ Hồng Loan, gia đình nghệ sĩ Ngọc Huyền, giám đốc trung tâm Thủy Nga Maggiato và chồng ca sĩ Hồng Ngọc, ca sĩ Tracy Phương Trinh, Thanh Hà, Trúc Lam, Trúc Linh, diễn viên Đức Tiến, v.v. 4 năm bên nhau là ngần ấy những năm gia đình ca sĩ Đan Nguyên, Minh Thơ nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ, từ người thân, bạn bè, bởi vì một tình yêu đẹp và một cuộc sống hôn nhân lâu bền cùng những năm tháng. Xin chúc cho vợ chồng ca sĩ Đan Nguyên và Minh Thơ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.